8 tuổi chưa? Chị, chị đây nè, đây nè. Mà bộ đồ này là nằm trong cái hộp, đồ dơ nha, chưa giặt luôn. Bộ đồ này nha. Mà bộ đồ này là nó đang nằm trong sọt đồ dơ, hiểu không? Mà tối em phải mồi ra đó, em lấy máy sấy em sấy cho nó bớt mùi. Ok, biết rồi, biết thúi rồi. Coi có bánh bèo nào mang đôi dài vậy. Cái gì nha. 20 tuổi đó hả? 18. 20, đang học đại, đang học đại học năm 2. Nghỉ rồi. Đầu là quá trang thành 23 tuổi nhưng cũng đúng làm em xong là em thành 18 luôn. Chị ơi, điện thoại quay 45. Lát, lát, em bên đây cuối công đoạn tác bớt nè, em bán lại để tác bớt. Dĩ nhiên nó là kỹ xảo rồi em, chị không thể nào mà ác giống như Quy Khánh tát chị một cái một trời giáng luôn. Kỹ xảo cùi lâu nó chảy máu miệng đó luôn, kỹ xảo. Làm gì có máu nè, miệng mà chảy. Vấn đề là không có đau, nhưng mà tại cái tay của bà bự quá, bà mập quá, bà múp á, cái tay gà đông tảo là có thật nè, đúng không? Có tán cái bóp là do cái tay của bà bự quá, đau. Hết cái mặt luôn hả? Ừ, hình thể bà tán một cái, hết mặt luôn rồi nè. Thôi, đau quá, đợi cuộc sống nó bớt xuống. Cho chiếc nhẫn mọi người ơi. Vô nữa vô. Mấy chú ngựa được rồi, lấy đôi bút rồi chị chạy đi. 37 ok không? 37 không, mà chị 38 với chị chú dâu. Mà thấy tướng to gấp đôi tướng phải không? Chật nè. Bị chật nè mọi người thấy không? Tức ghê á. Lỡ rồi em đang định lấy đôi giày học đi chưa. Tức ghê á. Ôi giống tấm cám quá ha. Nè em mang này vô. Vô. Mà xui mang vô cái bị giãn rồi, nhỏ mang được luôn. Không tin cái đôi giày này 18 tuổi chỉ mặc được không. Lát hồi sẽ diễn nhìn đôi giày không luôn. Hô. Ôi. Đợi có lâu không? Em ngồi đây chỉ mất có 1 tiếng 42 phút 58 giây 15 khắc thôi. Trời ơi, em đợi lâu anh ngại quá, thì đang tắm chó ở nhà, phải tắm chó xong rồi tắm anh chạy ra đây được nè. Chạy đó. Em làm gì nên đẹp quá nhở? Không, anh đang nói bộ đồ. Trời ơi, mà cái quần màu thiên thanh nhìn thấy cưng vậy trời. Trời ơi, cái đôi giày màu hồng nữa, có cái nơ nữa. Trời ơi, nó xinh quá vậy ta. Anh biết sao mà em mặc đồ màu xanh là tại vì anh á anh hẹn em cuối tuần giờ anh ơi cuối cuốn biết anh thích màu trời em đã bội hồi chọn màu áo xanh. Anh chưa biết luôn á, anh chưa biết em hẹn anh ra đây làm chi luôn á. À em quên. Anh hả? Đúng rồi. Trời ơi. Anh không nhớ luôn hả? Mình lo tắm chó suốt ngày không nhớ nên sinh nhật mình luôn. Anh ơi, nhiều khi mình tắm chó cái mình hay ảnh hưởng đến tinh thần lắm á, hay ảnh hưởng đến trí nhớ. Không mấy á, để mà giảm cái sự mà không nhớ của anh á, anh chuyển qua tắm em đi. Vậy anh đẩy em xuống hồ anh tắm liền tại chỗ. À vậy bạ, em nói giỡn chứ. Ôi, em xúc động quá, em tặng quà sinh nhật cho anh. Trời ơi, em nhớ ngày sinh nhật của anh, thương quá. Ủa, em mời ai tới vậy?